Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an thời ông Tô, bàn tay đen kiếm tiền bẩn và tổ kén an toàn. Vào năm 2018, xã hội đã rung động khi hai tướng công an bị bắt. Đó là ông Nguyễn Thanh Hóa, thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và ông Phan Văn Vĩnh, trung tướng, Tổng cục Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an. Đây là đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã bị khui ra cho thấy sự thối nát của thành phần tướng lĩnh công an Việt Nam. Kết cấu của nhóm lợi ích nào cũng vậy, phần chính quyền bảo kê cho phần doanh nghiệp để làm ăn bất chính. Ông Phan Xảo Nam là cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty VTC Online, cùng với ông Nguyễn Văn Dương, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, đã phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rig VIP. Đường dây này đã thực hiện trò cờ bạc bịp và đã thu lợi rất lớn. Họ hoạt động trong suốt một thời gian dài nhờ có các tướng công an nhận tiền hoa hồng để mà bảo kê cho họ. Tướng công an của Việt Nam bảo kê cho đường dây đánh bạc online. Đấy là vụ mà Bộ Công an đã khui ra. Còn phụ Lê Ngọc Tuấn, tức là Tuấn Scam, lừa tới 15.000 tỷ đồng của 40.000 người, quy huy động vốn bằng tiền ảo iPhone và Bitcoin đã bị báo chí lên án vào năm 2018, thì không được khui đến nơi, đến chốn. Bộ Công an cho ém chìm xuồng vụ này. Ngoài vụ của Lê Ngọc Tuấn, còn có vụ Leon Group của Hồ Ngọc Phương, tức Ai Cả Phương, lừa 35.000 tỷ đồng của 60.000 người, và ngoài ra còn rất nhiều những sàn khác. Những đường dây này được người bên trong Bộ Công an cho biết Thượng tá Tô Long, Cục Phó Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, đứng đằng sau. Dù Tô Long còn nhỏ tuổi, chức vụ thấp, nhưng được cho rằng đã bảo kê cho đường dây lừa đảo theo mô hình POSI này trong thời gian dài mà không ai bị truy tố. Trong khi đó, đường dây đánh bạc online do hai ông tướng công an là Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh thì lại bị khui ra. Là vì sao như vậy? Chẳng lẽ Tô Long vững hơn hai tướng công an kia hay sao? Tô Long, Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an, được cho là người bảo kê cho các đường dây lừa đảo kiểu mô hình POSI trên mạng. Thực ra Tô Long vững hơn hai tướng công an kia thật, bởi Tô Long là con trai của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và đó là lý do Bộ Công an không thể tự đánh vào hang ổ của Bộ trưởng. Dù một số tổ chức lừa đảo bị báo chí nói rất nhiều, nhưng tất cả đều bị chìm xuồng hoặc chỉ vài nhân vật tốt thí vào tù, còn lại những nhân vật chính vẫn an toàn. Bản thân ông Tô Lâm đã bị dính vào vụ mobile phone mua AVG, nhưng cũng không ai chạm được vào ông. Và nay, con trai Tô Lâm đứng đằng sau các đường dây lừa đảo có tổ chức trên mạng, cũng không ai khui ra được. Điều đó cho thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay đang lộng hành như thế nào. Sai phạm của Tô Lâm thì rất nhiều, và những sai phạm sẽ rất khủng nếu nó bị khui ra. Tuy nhiên, khó có ai chạm được vào ông Tô Lâm, vì ông này đang là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến quyền lực trong cung đình của Đảng Cộng sản. Chơi với kẻ mạnh nhất là người không thể thiếu của thế lực chính trị mạnh nhất trong Đảng Cộng sản. Điều đó đảm bảo cho Tô Lâm an toàn, không ai có thể chạm đến ông ta được. Hồi trước và sau Tết Nguyên đán vừa qua, cuộc chiến quyền lực trong chiếc ghế chủ tịch nước còn trống, ông Tô Lâm cũng đã nhất quyết không chịu ngồi vào ghế do Nguyễn Xuân Phúc để lại, là bởi Tô Lâm sợ. Ông sợ nếu bước ra khỏi tổ kén và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước, ông ta sẽ bị hạ thủ. Ông Tô Lâm, vị bộ trưởng đã để lại cho Bộ Công an thối nát chưa từng có. Hiện nay, Bộ Công an đang nhận núi tiền gần 100.000 tỷ đồng hàng năm từ ngân sách của Trung ương, nhưng trường đó vẫn chưa đủ. Lòng tham cộng với sự bất chính đã làm cho các sĩ quan công an biến chất và chính họ phạm pháp có tổ chức còn lớn hơn cả những tổ chức tội phạm bên ngoài xã hội. Sự thối nát trong Bộ Công an là bất trị. Những nhóm bảo kê có tổ chức đang bảo kê cho các trang web lậu chuyên lừa đảo trên mạng vẫn đang ngang nhiên tồn tại. Không ít trong đó được những thế lực trong Bộ Công an đang bảo kê. Bộ Công an thời ông Tô Lâm, bàn tay đen kiếm tiền bẩn và tổ kén an toàn là bản tin mà các bạn vừa theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cất tiếng hát chống giặc Mỹ, Vy Oanh gào thét xin giặc cứu đời khỏi nanh vuốt cách mạng. Ca sĩ Vy Oanh là một trong những người bị bà Nguyễn Phương Hằng đâm đơn kiện lên tòa án. Phía nghệ sĩ cũng không vừa, cũng đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt trước, việc này tưởng chừng như bà Hằng đã thua. Mặc dù vậy, sau khi bà Hằng bị bắt một năm, nhóm kiện bà Hằng bắt đầu bị khởi tố.
ban đầu là nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, tiếp theo là luật sư Trần Văn Sĩ, hai trong số những người chiếm với bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt tạm giam vì Oanh đang cầu cứu chính quyền của Đảng Cộng sản. Mới đây, cô Vy Oanh đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập và sau đó là cô đã gửi đơn cầu cứu chính quyền của Đảng Cộng sản. Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội thì chính quyền đã có lệnh cấm xuất cảnh với ca sĩ này, mặc dù cô chưa bao giờ xác nhận điều này và cả báo chí cũng chưa thông báo. Nhưng mới đây, cô làm một clip cùng với các con cầu cứu chính quyền Mỹ cứu cô, làm cho cộng đồng mạng xôn xao. Vì thế, người ta càng thêm nghi ngờ lệnh cấm xuất cảnh là có thật. Nếu không có lệnh, cô cần cầu cứu như thế để làm gì? Ca sĩ Vy Oanh là ca sĩ thường hát nhạc cách mạng, tức là nhạc của Đảng Cộng sản. Cô thường đội mũ tai bèo và bộ đồ xanh thanh niên xung phong của Cộng sản, hát bài hát chống Mỹ. Trên mạng lan truyền rằng ca sĩ Vy Oanh đã mặc áo thanh niên xung phong, đội nón tai bèo và hát bài hát hành khúc Ngày và Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, trong đó có đoạn pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, phát trên truyền hình. Dù hát nhạc chống Mỹ nhưng Vy Oanh vẫn sang Mỹ định cư và hiện nay cô đã có thẻ xanh. Vy Oanh chống Mỹ rồi lại cầu cứu Mỹ. Miệng nói một đường nhưng chân lại đi một nẻo là bản chất của con người cộng sản. Ông Nguyễn Tấn Dũng miệng vẫn chửi Mỹ là giặc nhưng đã cho con cái sang Mỹ để du học. Ông Vương Đình Huệ cũng như vậy, cũng cho con gái rượu của ông là Vương Hà My đi học tại Mỹ. Ca sĩ Vy Oanh cũng tương tự như thế, miệng thì cô ra giả hát các bài hát chống Mỹ, nhưng cô cũng chọn Mỹ làm nơi cô muốn sống. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là vong ân bội nghĩa. Họ đã dụ biết bao nhiêu sinh viên miền Nam theo họ, rồi sau năm 1975 họ hất ra rìa những con người này, bởi họ cho rằng chỉ cần sống ở miền Nam trước năm 1975 thì đều là thành phần nguy hiểm và họ phải loại bỏ, tha loại nhầm còn hơn bỏ sót. Chính vì thế mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay các ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam hầu hết đều nịnh chế độ này. Tuy nhiên họ không biết rằng Đảng Cộng sản chỉ dùng họ như công cụ. Nếu cần thì họ sẽ vắt chanh bỏ vỏ mà không hề thương tiếc gì cả. Những ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh được xem như là văn công của chế độ và họ cũng đang ỷ lại điều đó. Chính Đàm Vĩnh Hưng tưởng rằng mình là công thần của chế độ, là vua trong lòng khán giả nên đã xưng đế trong bộ phim mà ca sĩ này dự kiến sản xuất rằng Đức Vua Hào Quang Chói Lọi. Tuy nhiên Đàm Vĩnh Hưng quên rằng anh ta đang là cá trong chậu. Nếu làm lố thì họ ra tay triệt hạ bằng điều luật số 331 ngày. Sau khi viết thư cầu cứu chế độ không xong, Vy Oanh đã cầu cứu tới Mỹ, quốc gia mà cô mở miệng ra hát những lời miệt thị gọi là giặc Mỹ. Cuối cùng cô ta lại la toáng lên xin giặc Mỹ cứu cô khỏi nanh viết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi mà cô đã dùng tiếng hát của cô phục vụ cho nó. Có thể Vy Oanh sẽ cùng vào tù với bà Nguyễn Phương Hằng hay chăng? Chơi với Đảng Cộng sản Việt Nam là chơi với cọp dữ, nó còn hơn cả con thú hoang đứng đầu chuỗi thức ăn, bởi nó biết dùng mọi tầng lớp xã hội làm công cụ. Khi nó thấy công cụ muốn dở trò, nó sẽ ra tay không hề thương tiếc. Chắc Vy Oanh không biết rằng trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã triệt hạ không biết bao nhiêu văn nghệ sĩ từng hết lòng phục vụ họ. Đó là vụ án nhân văn giai phẩm. Và xa nữa, ai giúp tiền cho Cộng sản nhiều bằng Nguyễn Thị Năm, nhưng rồi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giết bà bằng cách dã man nhất. Không biết Vy Oanh có hiểu lịch sử này hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Cất tiếng hát chống giặc Mỹ, Vy Oanh lại gào thét xin giặc cứu đời khỏi nanh vuốt cách mạng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.